đu đủ đỏ vàng được bao sợi, tôm càng luộc đỏ rực hấp dẫn, ngó sen, tai heo, thịt nạc, nước chấm, rau răm được bài trí bắt mắt. Gánh gỏi đu đủ tôm càng của chị Phụng ở ngay ngã tư Lê Đại Hành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Lâu rồi, tháng nào cũng ăn 2-3 lần. Cũng có nhiều chỗ bán mà thường ăn có Phụng luôn. Cũng hợp lý rẻ đối với lao động rồi. Chị Phụng cho biết món gỏi đu đủ được mẹ ruột truyền lại từ khi chưa lập gia đình. Nhưng khi ra buôn bán, chị bán nhiều món theo mùa khác nhau. Khoảng 4 năm trở lại đây, chị bán ốc luộc nhưng để đổi vị và đem đến món ăn mới lạ cho thực khách. Chị Phụng quay lại bán món gỏi gia truyền của mẹ. Chị biến tấu món ăn hấp dẫn hơn bằng việc thay tôm thẻ bằng tôm càng với nguyên liệu tươi ngon để giữ chân khách. Bán đây cũng lâu rồi, mấy năm đó. Tại vì hôm đó em bán ốc á, em đi chợ á, với lại Phụng em thích ăn tôm càng á. Em nói cái này là độc và lạ rồi nha. Cái món này em bán gỏi chắc được à, ăn nhiều đâu được thiệt à. Bây giờ thì em bán không có bằng hồi trước thôi. Hồi trước mới ra bán em bán ngày mấy chục ký á, đu đủ hoặc là ngó sen, tôm, thịt, đậu phộng, rồi mắm, tỏi, ớt vậy thôi đó. Có anh xã em phụ em nữa. Nhiều khi 10 giờ sáng, có khi em bán tới 5 giờ rưỡi chiều có, 4 giờ rưỡi có. Thực khách ghé tìm mua gỏi đu đủ tôm càng rất đa dạng. Nhiều thực khách trở thành mối quen, thường lui tới tìm mua gỏi đu đủ tôm càng để ăn chơi. Ngon sạch, cũng ok, nó cũng mua ăn chơi, mua mình, cũng có 2-3 người lần ăn rồi. Mỗi phần gỏi sẽ được trộn cùng đu đủ bào sợi, ngó sen, tai heo hoặc thịt và phần nước chấm đặc trưng. Điểm nhấn của món ăn chính là tôm càng. Mỗi phần bình thường sẽ có 2 con tôm với giá 60.000 đồng một phần. Khi thực khách yêu cầu tôm thêm, sẽ tính tiền tùy theo số lượng. Thì lâu lâu cũng hay ghé. Nước mắm với gỏi thì nó ngon. Tôm thịt không à. Tại mình không thích ăn cua khô bò đen. Thì cũng có nhiều chỗ nhưng mà thì đây chị sẽ để là tôm nguyên, còn chỗ người ta cũng có lột ra lần một phần vậy hả? Mua ăn chơi. Địa chỉ: ngã tư Lê Đại Hành, đường 3 tháng 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bán: 10 giờ cho đến 16 giờ.